Theo ghi nhận, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 51 thuộc địa phận thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, đường xuống cấp, xuất hiện ổ gà, mặt đường rạn nứt, vạch sơn mờ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường. Trước đó, ngày 13 tháng 1, Cục Đường bộ Việt Nam có thông báo tạm dừng thu phí dự án BOT quốc lộ 51 do Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Đến ngày 1 tháng 2, doanh nghiệp này thông báo dừng công tác duy tu, bảo dưỡng trên tuyến quốc lộ. Từ đó đến nay, tuyến đường xuống cấp trầm trọng. Để khắc phục sự xuống cấp của tuyến đường, khu quản lý đường bộ 4 đang tiến hành thực hiện duy tu, dặm vá các vị trí ổ gà trên quốc lộ 51. Quốc lộ 51 dài hơn 72 km đi qua địa bàn Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối Bà Rịa Vũng Tàu với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh với hàng chục khu công nghiệp lớn ven hai bên đường. Tuyến đường có công suất thiết kế khoảng 12.000 lượt xe trên một ngày đêm. Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường đã vượt hơn 3 lần so với thiết kế, khiến mặt đường xuống cấp nhanh chóng.